Xin kính chào kênh Nhà Đất quận 7 Nhà Bè, kính chào quý cô chú anh chị em nè. Ngày hôm nay Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố vừa mới hoàn thiện xong luôn. Căn nhà này vô trong nghe mùi mới luôn nha mọi người. Đây là những ngày cuối năm rồi, Tết âm lịch cận kề. Quý cô chú anh chị em có thể nhanh tay chọn cho mình một căn nhà ưng ý nè, để chúng ta có thể một cái Tết thật là tuyệt vời nè. Căn nhà bấy bề ngang 5 x 16 m, được thiết kế một trệt hai lầu sân thượng. Giá đang rao bán trên thị trường là 7 tỷ 900 triệu đồng. Căn nhà là hướng đông bắc, phù hợp với khách là mạnh tây tứ trạch. Nhà với pháp lý là nhà sổ hồng riêng, thổ riêng, ngân hàng hỗ trợ vay tới 70%. Nói chung pháp lý rất minh bạch và rõ ràng rồi. Quý cô chú anh chị em yên tâm khi lựa chọn căn nhà này nè. Nhà nằm trong khu dân cư Anh Tuấn Green Riverside, đường Hoàng Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết căn nhà đi. Trước khi đi vô bên trong á, ta sẽ qua hai lớp cửa ngoài, lớp cửa cuốn, lớp cửa bên trong là nhôm sinh hoa cứng lực. Và đây là không gian đậu xe hơi nha mọi người, rất rộng rãi và thoải mái luôn. Nơi đây chúng ta có thể đậu được nhiều loại xe khác nhau, từ 4 chỗ, 6 chỗ, 9 chỗ, ta vô tư. Và bên vách tường được ốp gạch luôn, ốp gạch đụng trần luôn. Trông sạch sẽ và thoáng mát. Cái màu trắng ốp gạch cảm giác mình khá là mát đó nhé. Trong không gian phòng khách đó, ta được bố trí với cái màu này, màu vàng, trông nhẹ nhàng và ấm cúng. Có sẵn bộ sofa rồi. Nó sử dụng nhựa PVC nè. Tấm này nhìn lạ mắt và đẹp đó chứ. Trên trần nhà sử dụng hệ thống trần thạch cao, xung quanh đèn led chính giữa ta có một cái khung là sử dụng nhựa làm để gỗ, có đèn châm trang trí. Đối diện đó có hệ tủ để tivi. Đây là tủ để tivi, tivi chúng ta treo hay để đây vô tư thoải mái nha mọi người. Và ngăn cách giữa không gian phòng ăn và phòng bếp ta có sẵn cái kệ cho quý ông trưng bày những chai rượu của mình. Còn đây là phòng ăn. Đó, phòng ăn có sẵn bộ bàn ăn 6 ghế rồi. Kính được ốp kính thủy nè, kính thủy giúp cho khu vực bếp để trông rộng rãi. Ngoài ra nó tăng cái tính thẩm mỹ nè. Và đây là không gian cho quý bà nội trợ đi xem nhà, đặc biệt quan tâm là không gian bếp. Trong không gian bếp đây đã được bố trí đầy đủ các thiết bị, đầy đủ các công năng cho mọi người rồi. Góc đây nơi ta để một cái tủ lạnh CB size nè. Đây, để đồ khô, gia vị. Tủ bếp là đóng kịch trần luôn, không máy hút mùi. Rồi bếp điện tử. Bề mặt đây đá hoa cương luôn nha mọi người. Nó tiệp tới dưới nền nè. Đó, toàn bộ là đá hoa cương hết, chắc chắn và kiên cố. Còn phía đây nè, rửa chén. Ở phía sân sau á là nơi lấy gió ánh sáng. Ngoài ra là có thêm cái toilet cho khách tới chơi nhà sử dụng thuận tiện. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong căn nhà. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng để xem trên đó có những gì nhé. Trên lầu á thì gồm 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng. Trong phòng đã được bố trí đầy đủ các thiết bị nội thất luôn, từ giường ngủ. Đây, giường ngủ rồi gỗ trang trí. Góc kia là tủ quần áo cho quý cô chú anh chị em. Ở phòng ngủ phía sau đây nè, chúng ta có hệ thống cửa sổ đây trông khá là thoáng mát, cặn mở ra thấy gió ánh sáng vô tư luôn. Đối diện giường ngủ ta có hệ tủ để tivi, hệ tủ để tivi nè, kết hợp đó giúp đỡ cái bàn làm việc đây, cả để đồ đây cũng được. Toilet đây khá là rộng nha mọi người, toilet đây rộng rãi và thoải mái luôn đó. Trong toilet đã được bố trí đầy đủ các thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Bây giờ cùng với Giang ra phòng master. Trong phòng master đây cũng khá giống như phòng phía sau, đầy đủ thiết bị nội thất, từ giường ngủ, góc kia là tủ quần áo, rồi gỗ là trang trí nè. Đây bàn làm việc luôn, to rộng rãi. Đối diện giường ngủ á là tủ để tivi, trang trí đèn led đi trong hiện đại sạch đẹp đó chứ. Ở đây trong toilet nè, bố trí rộng rãi thoải mái, đầy đủ cái thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Do đặc thù là phòng master được ưu ái cái ban công, ban công đây khá là to đó. Khi mà chúng ta mua về nên để bộ bàn ghế nè, tối ra đây thư giãn đọc sách thoải mái nha. Vừa rồi Giang đã giới thiệu đến mọi người ở lầu 1 căn nhà. Trên lầu 2 cũng được thiết kế với 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh y chang như lầu 1 này. Và trong phòng á ta được bố trí đầy đủ thiết bị là từ giường ngủ, tủ quần áo, thấp đầu giường, kệ tivi, bàn trang điểm. Và nên để tránh mất thời gian ta lướt qua lầu 2. Bây giờ cùng với Giang đi thẳng lên trên sân thượng luôn nha. Đây là tầng cao nhất của nhà, là khu vực sân thượng nè, phòng thờ. Còn đây là phía sân sau, nơi đây chúng ta có thể trồng nhiều cây xanh hoặc là tạo cho sân vườn nhỏ nhỏ. Có máy giặt ở đây nha, ổ cắm điện nó sẵn sàng. Và đây là sân thượng phía trước, nơi đây chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng, những tiệc thân mật bên người thân và bạn bè. Khi quý cô chú chị em xem video clip cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là cần Giang hỗ trợ đi xem nhà, xin liên hệ số điện thoại trên cùng phía trái màn hình đây nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.